Mời quý vị theo dõi chuyên mục Giáo dục hướng nghiệp của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Thưa quý vị, với chương trình Giáo dục phổ thông 2018, giáo dục địa phương là môn học mới và thực hiện xuyên suốt từ lớp 1 cho đến lớp 12. Năm học này, nội dung giáo dục địa phương ở bậc tiểu học đã thực hiện đến năm thứ 4, bậc trung học cơ sở là năm thứ 3 và bậc trung học phổ thông là năm thứ 2. Nếu như ở cấp tiểu học, nội dung giáo dục địa phương được tích hợp với hoạt động trải nghiệm, thì với cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông, nội dung này có thời lượng 35 tiết một năm học và là môn học bắt buộc. Bộ Giáo dục và Đào tạo giao cho các địa phương biên soạn tài liệu, kế hoạch giảng dạy sao cho phù hợp tình hình từng địa phương vùng miền. Giáo dục địa phương tích hợp 6 chủ đề với mỗi môn ngữ văn, lịch sử, địa lý, giáo dục công dân, âm nhạc và mỹ thuật. Mục tiêu cuối cùng vẫn là cung cấp cho học sinh kiến thức, phát huy năng lực, tư duy, hiểu biết, giáo dục học sinh lòng yêu nước, thể hiện ước mơ hoài bão. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục vào tiết học mới của chương trình giáo dục địa phương tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Cô có một cái trò chơi, ai nhanh hơn? Và thể lệ trò chơi như sau, đó là chúng ta sẽ hoạt động nhóm. Nhiệm vụ của các em đó là quan sát hình ảnh về địa điểm và đoán tên đơn vị hành chính trực thuộc tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Thời gian là mỗi bức ảnh sẽ được quan sát trong vòng 10 giây. Ha. Và đội nào kể đúng và nhanh nhất sẽ chiến thắng. Bây giờ chúng ta sẽ hoạt động nhóm. Tiết học thứ 3 của chương trình giáo dục địa phương khối 7 của cô và trò lớp 7A2, trường trung học cơ sở Nguyễn Trung Trực, xã Suối Rào, huyện Châu Đức diễn ra sôi nổi. Để giúp cho học sinh của mình nắm được nội dung cốt yếu của bài học đô thị hóa ở Bà Rịa Vũng Tàu, những tác động tích cực và tiêu cực của quá trình đô thị hóa, ngoài việc tổ chức đa dạng các hoạt động học tập, trò chơi ai nhanh hơn, hoạt động nhóm, trả lời câu hỏi, cô Kiều Thị Quỳnh Dư còn sưu tầm nhiều tranh ảnh minh họa sống động. Trong quá trình giảng dạy thì môn giáo dục địa phương của Bà Rịa Vũng Tàu của mình thì cần đến cái sự là chính xác và cho các em biết được về các cái thông tin của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Thì những cái nguồn mà em lấy được thì em có thể tham khảo ở trên mạng internet những cái nguồn thông tin chính thống nè, hoặc là em có thể đi trực tiếp đến những cái vùng đó để các em có thể là chụp hình hoặc là quay những cái clip đó, và mình sẽ tạo dựng lên những cái clip và những cái tiết học để giúp cho các em có thể cảm nhận được thực tế hơn, sinh động hơn. Em thấy em rất yêu thích môn học giáo dục địa phương, bởi vì khi em học môn này em được trải nghiệm khám phá vẻ đẹp quê hương, cũng như là mở mang kiến thức về các vấn đề kinh tế, văn hóa, lịch sử của tỉnh mình. Khi học môn học này thì em được các thầy cô dạy qua các tài liệu hay là xem video và đi trải nghiệm thực tế. Trong năm thứ 3 triển khai giảng dạy môn giáo dục địa phương, trường trung học cơ sở Nguyễn Trung Trực đã bố trí 3 giáo viên ngữ văn, sử địa và giáo dục công dân. Những giáo viên đã được tập huấn nội dung chương trình giáo dục địa phương, tham gia giảng dạy ở 3 khối 6, 7 và 8. Nhà trường quan tâm và tăng cường công tác là tập huấn, hỗ trợ, hướng dẫn giáo viên chuẩn bị các cái thiết bị dạy học, hình ảnh, video, thiết kế bài giảng, để thực hiện dạy và học tốt môn giáo dục địa phương trong nhà trường. Từ đó là giáo viên có sáng tạo và đổi mới trong cách dạy. Giáo dục địa phương là môn học do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định, nhưng nội dung do mỗi tỉnh thành tự biên soạn tài liệu. Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, nội dung giáo dục địa phương được xây dựng theo hướng phát triển năng lực thông qua những kiến thức cơ bản, thiết thực, thực tế của một tỉnh trên cơ sở tích hợp các vấn đề cơ bản của tự nhiên, địa lý, lịch sử, văn hóa, nghệ thuật, an sinh xã hội, kinh tế chính trị, bảo vệ môi trường của tỉnh, gắn nội dung giáo dục với thực tiễn. Trên cơ sở quy định của Bộ, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã thực hiện nghiên cứu, sưu tầm, lựa chọn nội dung, tổ chức biên soạn tài liệu về nội dung giáo dục của địa phương, đảm bảo nội dung, yêu cầu cần đạt của chương trình phù hợp từng lứa tuổi và đặc điểm của vùng miền, điều kiện địa phương. Đến năm học 2023-2024, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã thẩm định và phê duyệt tất cả các tài liệu giáo dục địa phương khối 1-2-3-4 cấp tiểu học, khối 6-7-8 cấp trung học cơ sở, khối 10 và 11 cấp trung học phổ thông của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Sau khi tập huấn giảng dạy cho giáo viên, tài liệu giáo dục địa phương đã được chuyển xuống các nhà trường, thực hiện theo lộ trình chương trình giáo dục phổ thông 2018. Các giáo viên phụ trách đã khắc phục khó khăn về tài liệu giảng dạy môn này, tổ chức các hoạt động giảng dạy hiệu quả. Đến nay, chương trình giáo dục các địa phương, các khối lớp được các trường học triển khai thực hiện theo đúng yêu cầu, đảm bảo chương trình đề ra. Tại trường trung học cơ sở Hà Huy Tập, xã Bình Trung, huyện Châu Đức,
Để thực hiện hiệu quả đưa tài liệu giáo dục địa phương vào trong trường học, nhà trường đã thường xuyên giao ban chuyên môn, góp ý, rút kinh nghiệm, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng giáo viên. Nhà trường cũng đã có sự chuẩn bị về giáo viên, điều kiện cơ sở vật chất để đưa tài liệu giáo dục địa phương vào giảng dạy. Việc sắp xếp giáo viên các môn học khác kiêm nhiệm môn giáo dục địa phương trước hết cần có sự gần gũi phù hợp về chuyên môn và sau đó là đảm bảo số tiết nghĩa vụ của giáo viên thực hiện trong tuần theo quy định. Trong 3 năm thực hiện chương trình giáo dục 2018, chương trình giáo dục địa phương, nhà trường đã triển khai từ lớp 6, lớp 7 và năm nay là thực hiện lớp 8. Thì nhà trường đã bố trí theo xuyên suốt giáo viên là nghiên cứu tài liệu và cùng hỗ trợ giữa các tổ chuyên môn như ngữ văn, khoa học xã hội, nghệ thuật để phối hợp viết phân phối chương trình, rồi lên kế hoạch bài dạy, hỗ trợ cho giáo viên đứng lớp và bố trí một giáo viên thực hiện theo một khối lớp. Đối với khối 6 thì phân công giáo viên giảng dạy môn nghệ thuật, khối 7 là môn lịch sử địa lý và khối 8 là môn văn. Khi mà nhận được nhiệm vụ của nhà trường phân công giảng dạy bộ môn giáo dục địa phương thì bản thân cũng được nhà trường gửi những cái lịch để tham gia các cái lớp tập huấn do sở giáo dục trang bị. Đồng thời thì bản thân cũng có tìm hiểu một số thông tin trang tư liệu trong trang web của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu để lấy thêm thông tin kiến thức chuẩn bị phục vụ cho cái môn giảng dạy của mình. Giáo dục địa phương là môn học hay, nhiều ý nghĩa, cung cấp cho các bạn học sinh những kiến thức hữu ích về nơi sinh sống, bồi dưỡng cho học sinh tình yêu quê hương, ý thức tìm hiểu và vận dụng những điều đã học để xây dựng quê hương. Để những bài học trên trang sách trở nên sống động, sát thực tế, nhiều trường học trên địa bàn tỉnh đưa việc dạy nội dung giáo dục địa phương gắn với các di tích lịch sử văn hóa, gắn với câu chuyện từ các nhân chứng lịch sử rất hiệu quả, bổ ích. Đây là phương pháp dạy học gắn với thực tế hiệu quả, tạo hứng thú học tập cho học sinh và đúng với triết lý viết sách giáo khoa, mang cuộc sống vào bài học, đưa bài học vào cuộc sống. Trong năm học này, dạy nội dung giáo dục địa phương gắn với những trải nghiệm thực tế sẽ tiếp tục được phát huy ở các trường học trong toàn tỉnh. Thưa quý vị, chuyên mục giáo dục hướng nghiệp xin được tiếp tục với bản tin về hoạt động của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh. Bản tin do Sở Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh thực hiện. Nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt học tốt, khuyến khích đội ngũ giáo viên không ngừng học tập nâng cao năng lực chuyên môn, góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, Sở Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp với Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Bà Rịa Vũng Tàu tổ chức hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp tỉnh lần thứ 7 năm 2023. Có 26 nhà giáo đến từ 7 cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh đăng ký dự thi với 26 bài giảng, trong đó 17 bài giảng tích hợp, 4 bài giảng thực hành và 4 bài giảng lý thuyết. Kết thúc hội giảng, ban tổ chức trao giải nhất cho 3 nhà giáo Từ Thị Tuyết, Hà Thị Thu Phương, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Bà Rịa Vũng Tàu, Hồ Vũ Cẩm Bình, Trường Cao đẳng Du lịch Vũng Tàu, trao 7 giải nhì, 7 giải ba và 8 giải khuyến khích cho các nhà giáo đạt thành tích cao tại hội giảng. Về giải toàn đoàn, ban tổ chức trao giải nhất cho Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Bà Rịa Vũng Tàu, giải nhì và ba lần lượt thuộc về Trường Cao đẳng Du lịch Vũng Tàu, Trường Cao đẳng Quốc tế và BIS. Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Bà Rịa Vũng Tàu thông báo xét tuyển bổ sung nhiều chỉ tiêu cho 13 ngành nghề hệ cao đẳng, trung cấp hệ chính quy năm 2023, gồm điện công nghiệp, kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí, cơ điện tử, công nghệ ô tô, hàng, cắt gọt kim loại, chế tạo thiết bị cơ khí, chế tạo khuôn mẫu, công nghệ thông tin, thiết kế đồ họa, chế biến thực phẩm, kỹ thuật chế biến món ăn và may thời trang. Đối với hệ cao đẳng, trường xét tuyển học bạ trung học phổ thông dành cho đối tượng học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông, thời gian đào tạo 2 năm rưỡi. Đối với hệ trung cấp, trường xét tuyển học bạ trung học cơ sở hoặc trung học phổ thông dành cho đối tượng tốt nghiệp trung học cơ sở trở lại. Thời gian đào tạo 2 năm rưỡi, kết hợp vừa dạy học nghề, vừa học văn hóa trung học phổ thông. Hồ sơ được phát hành và tiếp nhận tại các văn phòng tuyển sinh của trường hoặc có thể đăng ký trực tuyến trên website đăng ký online.bctech.edu.vn. Tổng hợp đến ngày 15 tháng 9, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Bà Rịa Vũng Tàu tuyển sinh được 1.386 học sinh, sinh viên, gồm 1.093 học sinh trung cấp và 293 sinh viên cao đẳng. Tọa lạc tại phường Tân Phước, thị xã Phú Mỹ, Trường Trung cấp Kỹ thuật Công nghệ Phước Lộc là trường tư thục, được thành lập trên cơ sở nâng cấp Trung tâm Dạy nghề Phước Lộc, hoạt động từ năm 2003, vốn là địa chỉ đào tạo nghề uy tín. Năm học này, trường tiếp tục đạt kết quả tuyển sinh khả quan.
Theo đó, trường đã tuyển sinh được 411 học sinh trung cấp cho 5 ngành nghề: điện công nghiệp, công nghệ ô tô, cắt gọt kim loại, kế toán và quản gia. Nhà trường đã kết thúc tuyển sinh vào cuối tháng 8 bởi đã đạt và vượt chỉ tiêu. Để đạt được kết quả tuyển sinh tốt, nhà trường phối hợp với các đơn vị làm tốt công tác hướng nghiệp cho học sinh lựa chọn các ngành học phù hợp với khả năng, đồng thời hợp tác với các doanh nghiệp cho học sinh kiến tập, thực tập tại các doanh nghiệp và hỗ trợ việc làm sau khi tốt nghiệp. Trường Cao đẳng Quốc tế Vibis, phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ vừa tổ chức lễ ký kết hợp tác với tập đoàn Bosco, một trong những tập đoàn sản xuất thép hàng đầu thế giới, có nhà máy sản xuất đặt tại khu công nghiệp Phú Mỹ 2. Đây là sự kiện quan trọng ghi nhận sự phát triển của trường và mở ra nhiều cơ hội cho sinh viên trong tương lai. Với phương châm vững nhân cách, giỏi tay nghề, sống cống hiến, Trường Cao đẳng Quốc tế Vibis được thành lập từ năm 2007, là một trường tư thục chất lượng cao. Các chương trình đào tạo của trường được thiết kế dựa trên những kỹ năng thiết yếu nhất để làm việc và tương thích với các nền giáo dục tiên tiến trên thế giới. Đến nay, trường đã có 16 khóa chính quy tốt nghiệp, hầu hết sinh viên học tại trường sau khi tốt nghiệp đều tìm được việc làm. Năm học 2023-2024, trường tuyển sinh hơn 500 chỉ tiêu các hệ đào tạo cao đẳng và trung cấp, gồm các ngành học, cơ khí hàn, bảo trì thiết bị cơ khí, điện lạnh, điện công nghiệp, kế toán, logistics, tiếng Anh thương mại, quản trị kinh doanh, marketing thương mại, quản trị nguồn nhân lực, quản trị văn phòng. Chuyên mục giáo dục hướng nghiệp đến đây xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt quý vị.